khoai sắc. Đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo.
một vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Em thương anh rồi sao em chẳng nói, để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá trầu vàng. Lá vẫn xanh tươi màu, xin được ngỡ trong mơ, mộng đời em à vui khôn tả, hy vọng tràn đầy những ước mơ, tơ hồng ai khéo xe duyên, đưa đôi bạn trẻ về đây hợp thành, mừng hạnh phúc những đóa hoa đôi nở, ngày nghĩa hai họ thắm thiết từ đây. Đặc biệt là ngày hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2022, một mốc son lịch sử in đậm trong tâm trí của tất cả mọi người chúng ta. Đặc biệt là niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Minh Triều và Diệu Linh, ngày hôm nay chính thức đôi bên hai gia đình bực làm cha làm mẹ thân sinh các con ra đến tuổi trưởng thành, và để rồi nói cho các con em về ra thất đập lìa rất lừng với bực làm cha làm mẹ. Chính vì đó buổi chiều ngày hôm nay đôi bên hai gia đình long trọng tổ chức lễ đính hôn đặt cơ chầu cho đôi bạn trẻ được diễn ra tại khán phòng của gia đình họ nhà gái buổi chiều ngày hôm nay. Đặc biệt là vì dự với hôn lễ ngày hôm nay, giờ đây chúng ta nhận thấy rằng sự hiện diện của các vị đại biểu đại diện cho đôi bên hai dòng họ đã có mặt hiện tại phía tư gia nhà trong của gia đình. Đặc biệt là ngoài phía sân hôn trường là sự hiện diện của các vị đại biểu quan khách anh chị em cha bác và các bạn. Chúng ta đã không quản ngại thời gian để dừng cùng về đây chứng kiến toàn cảnh trong trang tình sử hôn lễ ngày hôm nay. Vâng, và các quý vị anh chị và các bạn kính mến, có lẽ rằng để rồi miếng trầu là đầu câu chuyện và miếng trầu đã nên nghĩa phu thê. Để chương trình nội dung ngày hôm nay được chính thức bắt đầu, ban tổ chức xin trọng kính mời một vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái thân yêu sẽ cùng tiễn cô dâu về với đại sảnh của sân khấu của gia đình để cúi chào sự diện của các vị có đại diện tại đây. Và xin được kính mời cô dâu cũng như chú rể và vị trưởng đoàn sẽ cùng trở về trước đài hoa của gia đình để cúi chào những tấm lòng hiện diện của các vị có mặt hiện diện tại khán phòng của gia đình chúng ta chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, mời các quý vị anh chị và các bạn kính mến, có lẽ rằng giờ đây trước đại sảnh sân khấu của gia đình với hai gương mặt sáng ngời nhất năm 2022, đó là cô dâu Diệu Linh và chú rể Minh Triều ngày hôm nay đã hiện diện trước sân khấu của gia đình, đã cúi chào những tấm lòng thịnh tình của quý quân viên hai dòng họ cũng như toàn thể quý quân khách đã không quản ngại thời gian để về cùng dự chương trình niềm vui ngày đính hôn đã cơ chầu cho đôi bạn trẻ được diễn ra tại khán phòng của gia đình ngày hôm nay. Và các quý vị anh chị và các bạn kính mến, để các quý vị cũng không phải chờ đợi lâu, giờ đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai vị đại biểu đại diện cho hai gia đình họ trai và họ nhà gái. Xin kính mời hai ông hãy cùng dắt tay nhau ra sân khấu của gia đình và để rồi cùng vang lên những lời hay ý đẹp cũng như đặc biệt đón nghe lời phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai thân yêu sẽ bày tỏ tình cảm trên quý dòng họ nhà gái cũng như giới thiệu toàn cảnh những sinh lễ ngày hôm nay để kính trình trên quý dòng họ nhà gái buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và giờ đây hai vị đại biểu đại diện cho hai dòng họ đặc biệt là đã trở về với sân khấu của gia đình, xin quý vị nổ tràng tay thật lớn để chúc mừng hai vị đại biểu ạ. Vâng, xin được cảm ơn ạ. Và lời phát biểu đầu tiên được vang lên
chúng tôi sẽ dành cho vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai thân yêu. Ông cũng có những lời chào kính trọng lên quý dòng họ nhà gái và sẽ bày tỏ tình cảm với những sinh lễ đặt chầu ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ cố, cố ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh em hai dòng họ cùng các vị khách quý và cùng bạn bè của hai cháu, cháu Triều và cháu Diệu Ninh. Tôi là bác của cháu Triều, cũng là anh trai của bố cháu Triều. Đại diện họ nhà trai xin phát biểu như sau. Trước hết, kính chúc các cố, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em hai dòng họ cùng các vị khách quý và cùng bạn bè của hai cháu có một sức khỏe tốt đẹp nhất. Hai cháu, cháu Triều và cháu Diệu Ninh cũng được ơn chút hương trong cái thời gian tìm hiểu, cũng được hai bên gia đình vun vén. Vậy các cháu đã đến duyên, hai bên gia đình chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ đính hôn cho hai cháu. Vậy đến dự buổi lễ đính hôn cho hai cháu hôm nay, đoàn nhà trai chúng tôi xin giới thiệu. Trước hết, có ông bà ông Tính là bố mẹ của cháu Triều, tiếp đến là ông bà ông cố ngoại của cháu Triều, tiếp đến là các ông cố trẻ của cháu Triều, tiếp đến là các bà cố trẻ của cháu Triều, tiếp đến là các bác, các chú, các thím, các cậu, các mợ, các dì, anh chị cùng bạn bè của cháu Triều đến dự buổi lễ đính hôn hôm nay. Vậy đoàn nhà trai chúng tôi đến dự buổi lễ đính hôn hôm nay, tôi được ủy quyền là đại diện họ nhà trai có cơ chầu và cơ chầu lễ đính hôn, thưa chuyện với họ nhà gái, mong nhà gái chấp thuận để cho hai cháu tiến đến lễ thành hôn. Vậy tôi cũng cảm ơn họ nhà gái đón đoàn nhà trai chúng tôi thật là nhiệt tình và chu đáo. Tôi xin chúc cho hai gia đình thông gia có một sức khỏe, hai gia đình nên nhé một, bác chúc cho hai cháu có một sức khỏe, mãi mãi thương yêu nhau. Tôi xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu rất vang lòng thân thương bởi vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai thân yêu. Vừa rồi ông cũng có những lời kính chào đến quý dòng họ nhà gái và ông bày tỏ tình cảm ngay từ những giây phút ban đầu. Khi đoàn đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai về với gia đình họ nhà gái thì có lẽ rằng trước cổng hoa của gia đình, đoàn đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái đã tiến về với cổng hoa để rồi với những ánh mắt thân thương, những nụ cười thắm thiết, để rồi những đôi bàn tay nắm chặt bàn tay không ngoài mục đích cùng nhau về đây chung tay vun đắp hạnh phúc cho đôi còn trẻ. Đặc biệt là vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai cũng muốn nói với quý dòng họ nhà gái rằng ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt của đoàn đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai đã thành lập đoàn đại biểu đại diện cho phái đoàn nhà trai, cũng như đã mang về đây với bảy suy nghĩ rất ý nghĩa, đó là lễ đặt chầu. Và để rồi chầu xanh thì cau trắng chảy hồng và vôi xa với nghĩa thúc nồng với duyên. Một kiến thức cũng nên duyên đôi nữa, miếng chầu cay đỏ thắm môi ta. Chầu này chầu ái, chầu âm, chầu tên vợ, chầu tên đàn chồng. Để đáp lại những lời phát biểu ngày hôm nay, giờ đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái thân yêu cũng có những lời cảm ơn chân thành nhất và đặc biệt sẽ ghi nhận những sinh nghĩa lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn thanh nam nữ của hai cháu. Nên đầu tiên tôi xin tên được chúc tới các ông các bà trong hai dòng họ một lời chào và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa quý cụ, ông, các bà cùng thầy cô dì, chú bác và các bạn thanh niên nam nữ, qua lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai và chúng tôi với đại diện cho họ nhà gái xin được thỉnh cầu và chấp nhận lời thỉnh cầu của họ nhà trai và sinh lễ của họ nhà trai đã mang đến nhà gái. Một lần nữa xin chân chúc quý vị, các ông, các bà, các cụ cùng toàn thể cô chú chú bác, các bạn thanh niên nam nữ của hai cháu một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc về đón đoàn nhà trai. Họ nhà gái chúng tôi có cụ sinh ra bạn Nhật là em của chúng tôi và tất cả các ông, các bà, cô, dì, chú bác, nội ngoại cùng các anh, các em trong họ ngoại chúng tôi về đây cùng tiếp đón họ nhà trai. Một lần nữa xin kính chúc quý vị mạnh khỏe và an toàn. Vâng, xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu rất là thân thương của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái. Cũng xin để hết lòng chân thành cảm ơn những tấm lòng chân quý của các vị đại biểu, của những người từ thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Yên Bái, Cổ Lễ, Lạc Quần,
Chợ Cồn văn hiến đổ dồn vế là chiều yêu dấu cũng ngoài mục đích, cùng nhau chúc phúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ được đơm hoa kết trái ngọn lành. Quý nhân vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái thân yêu xin hết lòng chân thành cảm ơn những tấm lòng chân quý của quý vị đã không quản ngại thời gian cùng về đây chung dự niềm vui ngày hôm nay, và ông cũng xin được ghi nằm tạc dạ những sinh lễ mà quý dòng họ nhà trai cũng đã bày tỏ tình cảm trên quý dòng họ nhà gái ngày hôm nay. Về để rồi ghi nhận những sinh lễ trong trang thiệt sử hôn lễ ngày hôm nay, dưới đây xin kính mời cô dâu và chú rể hai con sẽ quay lại quả khen đầu tiên, đó là quả trầu cau. Với sự tích trầu cau mà trải qua hơn 2.000 năm qua mà tập tục cổ truyền Việt Nam chúng ta không thể xóa bỏ đi được, với những nghi lễ rất là tuyệt vời ý nghĩa như ngày hôm nay, để rồi hai vị trưởng đoàn của hai gia đình sẽ cùng chung tay đỡ vào, để rồi dưới ống kính của nhà nhiếp ảnh ra camera sẽ ghi lại hình ảnh trong trang lịch sử hôn lễ ngày hôm nay. Xin quý vị chúng ta hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng sinh lễ của hai vị đại biểu đã đón nhận ngày hôm nay ạ. Vỗ tay quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay rất lớn quý vị. Và giờ đây xin kính mời các bạn lễ tân ạ, hãy giúp cho ạ. Rồi xin mời hai bạn lễ tân ạ sẽ chuyển quả khen vào trước bàn thờ của gia tiên để kính cáo lên các bậc tiên tổ, kính mong các đấng linh phù hộ độ trì cho đôi hương được chọn đời yêu nhau. Xin mời hai bạn sẽ lên quả khen này vào trước bàn thờ của gia tiên ạ. Và xin kính mời hai ông sẽ bước lên một bước, bắt tay kết chặt tình hai họ thắm thiết từ đây ạ. Và xin mời hai ông trở vào với bàn trà cùng tiếp tục mời trà. Vâng, và kính quý vị anh chị và các bạn kính mến, có lẽ rằng để rồi công cha thì nghĩa mẹ cao vời, con muôn vi khắc thắng mày trong tim, đến với ngày vui ngày hạnh phúc trọng đại của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Như chúng ta cũng đã biết rằng ông bà Tính cũng như ông bà Nhật là những người cha và là những người mẹ tân sinh các con ra đến tuổi trưởng thành, để rồi ngày hôm nay nói cho các con nhân về ra thất đặc điểm rất mừng với bậc làm cha làm mẹ. Chính vì đó còn 6 sinh lễ tiếp theo chúng tôi sẽ dành cho bậc tứ thân phụ mẫu, tức là ông bà Tính cũng như ông bà Nhật, hãy cùng trở lại trước đài hoa của gia đình để làm công tác trao chầu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin kính mời hai ông hai bà nào, hai ông hãy dắt tay nhau, hai bà dắt tay nhau lên sân khấu nào. Úi giời, hãy ngầm ta bánh đúc. Vâng, ông Tính đứng bên con trai rồi, ok nào, hai mẹ đứng bên cạnh con nào. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể sẽ quay lại phía sau ạ, bê quả kem thúc thơm trà đượm lồng tình nghĩa cho đảm gái tài dựng tương lai, để rồi hai người bố sẽ cùng chung tay đỡ vào cũng như hai người mẹ thân yêu, rồi hai bố cứ đứng chứng kiến được, ok đó. Xin mời nhà nhiếp ảnh và camera sẽ ghi lại những hình ảnh in đậm trong trang thực sự của ngày hôm nay. Và xin điều ý các bạn yên tâm là bạn nào bê quả kem nào, chúng ta sẽ chuyển quả kem này vào đúng nơi quy định. Vâng, đó là trước bàn thờ của gia tiên để kính cáo lên các bậc tiền tổ. Rồi, nào xin mời hai bạn sẽ giúp cho ạ. Hãy chuyển quả kem này vào trước bàn thờ của gia tiên ạ. À, xin được đề nghị lễ tân của trong nhà chúng ta hãy ổn định phía bàn thờ gia tiên cho ạ. Bây giờ quả kem tiếp theo ạ. Bốn nữ nhớ nguồn ăn quả, phải nhớ người trồng cây. Có lẽ rằng đến với ngày hôm nay tất cả ai cũng mong muốn cô dâu và chú rể sinh sôi này nở đơm chồi kết trái, để rồi ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta đã cùng về đây cùng chung vui và được hưởng ứng những tấm lòng chân quý nhất của ngày lễ đính hôn của đôi bạn trẻ được diễn ra chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Rồi, xin mời các bạn chúng ta hãy chuyển một khen vào chiếc bàn thờ của gia tiên nếu có điều kiện. Có lẽ rằng ngày hôm nay ông bà Tính đã chuẩn bị những sinh lễ rất là lớn, không biết là mua mãi ở đâu đây, anh hoán cho đọc đúng không? Với rất tuyệt vời. Và tiếp theo ạ, với những hương vị ngọt ngào từ ga, rồi ok, xin mời cô dâu chú rể sẽ bê lên để rồi dự sự kiến của bậc làm cha làm mẹ thê của mình. Rồi hai bố cứ đứng chứng kiến thôi, không phải bê cũng được, để cho hai bà hoạt động. Rồi, riêng quả kem này các bạn hãy chuyển xuống phòng ăn nhá, để còn giải quyết nhất rất nhiều những việc cần thiết. Bởi vì đến với những ngày vui không thể thiếu những hương vị ga ngọt ngào như hãng Mi hay là kem ngày hôm nay, cũng về chung dự niềm vui ngày hôm nay, bày tỏ tình cảm trên các quý vị đã không quản ngại thời gian cùng về đây chung dự niềm vui. Nào các bạn hãy tân đâu ạ, tôi vừa nói là bạn nào bê quả nào chúng ta sẽ chuẩn bị bê quả đó. À, xin hỏi hai mẹ đỡ ơi, mỏi tay chưa? Có muốn đổi cho bố tí không? Có nhá. Vâng, công cha nghĩa mẹ. Bây giờ bà Nhật bà báo đổi tí có mỏi tay. Bởi vì ông bà Tính làm của kem lớn quá, cho nên là nặng quá, cho nên là phải dành cho hai bên đổi nhau một chút cho nó đỡ mỏi tay. Vâng, bà vào kem tiếp theo. Với những hương vị ngọt ngào từ hương gạo của đồng viên Việt Nam yêu dấu, chúng ta đã được các nghệ nhân tạo lên như chiếc bánh phu thê. Mong rằng niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ được phun tròn.
ngọt ngào như hương vị ngọt ngào của hương dạ đồng quê Việt Nam nhiều dấu chúng ta cũng mang về đây để bày tỏ tình cảm trên nền đi phương ngày hôm nay. Bác gái ơi. Xin mời các bạn đến sân này chuyển ạ. Chuyển vào phòng khách ạ. Là chuyển vào phòng ăn cho ạ. Ok. À, các bạn chuyển phòng dưới luôn ạ. Bởi vì trong nhà tôi thấy là hơi nhiều rồi. Tiếp ạ. Bao giờ trao hết thì mới rơi được xuống. Vâng, với hương vị Coca-Cola sẽ dành cho phía phụ nữ. Bởi vì riêng cái loại Coca-Cola này uống cứ một lần say làm cho những lớp da của phụ nữ hồng hào trẻ đẹp hơn rất là nhiều. Cho nên ông bà tính cũng chuẩn bị những lễ vật rất là ý nghĩa kỹ càng ngày hôm nay cũng về chủ sự chương trình lễ đính hôn ngày hôm nay. Rồi xin mời hai bạn đến tân hãy chuyển ạ. Chuyển vào phòng ăn ạ. Tiếp theo quả kem cuối cùng thứ bảy cũng là chính bằng những hương gạo Việt Nam yêu dấu chúng ta đã được các nghệ nhân tạo nên những chiếc bánh phu thê có nghĩa niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ đã tới gần ngày hôm nay. Các quý vị cùng chung dự và chứng kiến toàn cảnh những nghi lễ rất ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay. Nào xin mời các bạn đến tân tiếp tục chuyển vào phòng ăn ạ. Rồi bây giờ tôi muốn hai bố hãy bước đi một bước nào. Hãy bắt tay nhau kết chặt thì chúng ra hai nhà lên như một ạ. Quay vào nhau. Hai tay bắt tay thật chặt vào. Rồi ok, mời hai bố và bàn trà mời nước và xin mời hai mẹ hãy dành cho nhau một cái ôm thắm thiết. Ôi chị em ta bánh đa bánh đúc có bao nhiêu thì sẽ dành cho tình cảm hai người con thân yêu của mình. Ôi giờ quý vị có thấy không ạ? Trước bây giờ hai bà thông gia nào mà ôm nhau từ ngoài sân khấu về trong nhà. Xin cảm ơn rất nhiều. Và các quý vị anh chị và các bạn thì mến, có lẽ rằng vừa rồi tất cả mọi người chúng ta vào đã được chứng kiến những nghi lễ rất tuyệt vời đã được gia đình họ nhà trai trao chọn cho gia đình họ nhà gái với những nghi lễ rất đặc biệt ngày hôm nay. Và để rồi cô dâu và chú rể giờ đây sẽ đi bóc thuốc pha trà để kính mời những tấm lòng chân quý của quý vị quan viên hai dòng họ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, xin và các bạn kính mến, có lẽ rằng trải qua những giây phút vừa qua, tuy rằng thời lượng thì rất là ngắn, tuy nhiên thì với những nghi lễ rất là trang trọng lịch sự mà tại khán phòng của gia đình họ nhà gái, các quý vị đã được chứng kiến toàn cảnh trong trang tình sử hôn lễ ngày hôm nay. Đó là chương trình lễ đính hôn đặt cơ trầu. Và bây giờ đến chương trình thứ hai, đó là chương trình lễ thành hôn tại thánh đường giáo xứ Phêrô Điện Thánh Phương Chính. Và giờ đây ban tổ chức xin được đỡ lời cho đôi bên hai gia đình họ trai họ gái cũng như cô dâu và chú rể, sẽ được trân trọng kính mời tới quý quan viên hai dòng họ cũng như toàn thể quý quan khách bầu bạn thanh niên nam nữ. Chúng ta sẽ trở về với ngôi thánh đường giáo xứ Phêrô Điện Thánh Phương Chính để rồi cha xứ sẽ long trọng cử hành thánh lễ thành hôn trọng thể tại thánh đường. Hãy
Và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa
thưa công đoàn phục vụ. Cách nhiều là anh Du Xe Nguyễn Văn Triều và chị Maria Bùi Thị Nhạc cùng hai gia đình rất thân mến. Để bước tới thánh lễ này, hai bạn trẻ đã tìm hiểu nhau, đã cầu nguyện cùng nhau và xin Chúa soi sáng giúp để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa. Và với thánh lễ thành hôn này, hai bạn trẻ chính thức sẽ xây dựng nên một gia đình. Và chúng ta hiệp dâng trong thánh lễ này để cầu xin Chúa chúc lành cho gia đình mới này. Xin Chúa thương tuôn đổ xuống gia đình mới này muôn ơn lành của Chúa, để hai bạn trẻ có thể xây dựng một gia đình vững chắc theo gương mẫu gia đình thánh gia của Chúa. Vì thế dâng thánh lễ này, chúng ta hiệp cùng với anh Giuse Triều và chị Maria Nhạn cầu xin ơn Chúa xuống thiên cho gia đình mới, và hiệp cùng với anh chị và hai gia đình dâng lễ cầu nguyện cho bậc tiền nhân. Xin Chúa qua lời truyền cầu của các vị ân thân nhân, của các vị tiền nhân sẽ chúc lành cho ngôi nhà mới này. Và để những lời cầu nguyện của chúng ta đáng được Thiên Chúa chấp nhận, anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tham dự cử hành thánh này. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúa, khi tạo dựng loài người, Chúa đã muốn có sự hợp nhất giữa người nam và người nữ. Xin Chúa dùng sợi dây tình yêu mà liên kết các tôi tớ Chúa sắp được nên một với nhau nhờ giao ước hôn nhân. Để những người Chúa cho sinh hoa trai trong tình yêu, cũng để Chúa cho trở nên nhân chứng của chính tình yêu ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, và họ hãy làm chủ cá biển, chim trời, mọi thú rừng, tất cả trái đất và mọi loài bò sát di chuyển trên đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo dựng họ
có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều, đầy mặt đất và chế ngự nó. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Để thánh hóa hội thánh, khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh, để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỳ ố, không vết nhăn, không mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn toàn. Cũng như thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình như mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác.
mầu nhiệm ngài thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Đó là đời Chúa. Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Đây là huấn lệnh của Thầy. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và cắt đặt để các con đi mang lại hoa trái, và để hoa trái của các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa công đoàn phụng vụ, cách riêng kính thưa hai bạn trẻ và đôi bên gia đình. Còn chắc chắn một điều rằng trong nhà thờ này 80% đang hiện diện nơi đây đều là người Công giáo. Và vì thế con mong rằng ai không phải là người Công giáo xin giơ tay cho con xem một cái ạ. Ai không phải là người Công giáo xin giơ tay cho con xem một cái ạ. Chỉ có một người dám giơ tay nửa chừng rồi bỏ tay xuống. Không sao cả, điều đó có nghĩa là người đó đã một nửa là Công giáo rồi. Điều đó có nghĩa là biết về đạo Chúa một nửa rồi. Đó cũng là điều đáng mừng. Bởi vì con muốn bài giảng này xin nói chuyện với những người tin vào Chúa và những người theo đạo Công giáo. Bởi vì hai bạn trẻ của chúng ta đây là hai người đã gia nhập vào giáo hội Chúa lâu rồi và đã khá hiểu về giáo hội của Chúa rồi. Điều đầu tiên con xin nói với cộng đoàn rằng nếu là người Công giáo, chúng ta sẽ biết được sứ mạng của Chúa Giêsu đến và sống trong trần gian này là gì. Con tin chắc mọi người đều có câu trả lời. Chúa đến trần gian này không một mục đích gì khác, đó là ban ơn cứu độ cho con người. Và vì thế chắc chắn rằng công trình cứu độ của Ngài đã được thực hiện. Thế nhưng còn có rất nhiều người chưa nhận ra được ơn cứu độ này. Và vì thế công trình cứu độ của Chúa cần phải tiếp tục thực hiện qua những con người tin vào Chúa. Và trải qua hơn 2.000 năm, tin mừng cứu độ của Chúa và giáo hội của Chúa vẫn tồn tại trên trái đất này. Và con đảm bảo rằng giáo hội của Chúa và tin mừng của Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa
chắc chắn sẽ còn mãi với thế giới loài người. Bởi vì chính Chúa nói rằng Thầy là ơn cứu độ cho tất cả mọi loài thụ tạo, từ thuở tạo thiên lập địa và cho đến muôn đời, ơn cứu độ đó vẫn là duy nhất. Nó duy nhất là bởi vì công trình cứu độ đó được khởi sự từ nơi Chúa và được tiếp nối qua tất cả chúng ta là những người tin vào Chúa. Và bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy sự minh chứng đó. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em ra đi để anh em sinh nhiều hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người sẽ ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Và điều này là Chúa muốn nói với tất cả mọi người tin vào Chúa và mọi người Kitô hữu. Và chúng ta đã đang sống và minh chứng cho niềm tin đó. Tuy nhiên trong đặc biệt trong thánh lễ hôn phối này, con xin cộng đoàn cùng với con để tìm hiểu xem hoa trái mà Chúa muốn chúng ta sinh hoa kết quả là gì, đặc biệt với đời sống hôn nhân và gia đình. Và đó chính là lời cầu nguyện, và đó chính là điều mà chúng ta ước muốn cho đôi gia đình mới này, cho anh Triều và chị Nhạn trong thánh lễ ngày hôm nay, khi bắt đầu bước vào đời sống hôn nhân và gia đình. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều phải tự hỏi cho mình rằng hoa trái của đời sống hôn nhân là gì. Con tin chắc rằng cộng đoàn đang ngồi ở dưới nhà thờ này, và nhất là những người đã lớn tuổi, đã sống trong cuộc vợ chồng, sẽ có thể trả lời rõ ràng câu hỏi đó. Chứ con trả lời câu hỏi đó e rằng hơi khó và không phù hợp, bởi vì con không sống trong đời sống hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên với giáo hội của Chúa và với giáo huấn của Thiên Chúa và những lời chỉ dạy của giáo hội, con cũng có thể chỉ ra được những hoa trái của đời sống hôn nhân gia đình. Và con tin chắc một điều rằng hoa trái của đời sống hôn nhân gia đình không phải là một cái gì khác, nhưng đó là một gia đình hạnh phúc, một gia đình vững bền và một gia đình tồn tại mãi theo thời gian. Con tin chắc rằng cộng đoàn chúng ta không ai muốn hôn nhân gia đình đổ vỡ, không ai muốn cuộc sống hôn nhân này là tạm bợ, nhưng muốn nó tồn tại mãi với thời gian. Và chính giáo huấn của Chúa và cách đặc tính của hôn nhân công giáo đã minh chứng nên điều đó. Đó là hôn nhân công giáo có hai đặc tính. Thứ nhất, đó là đơn hôn, và thứ hai là vĩnh hôn. Và chắc chắn hai đặc tính này tất cả chúng ta đây đều biết rất rõ, và nhất là với anh Triều và chị Nhạn ngày hôm nay thì càng hiểu rõ hơn, bởi vì các anh chị bắt đầu chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình, thế nên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hôn nhân này. Và có thể nói được rằng điều mong ước của anh Triều và chị Nhạn có một gia đình hạnh phúc cũng là điều mong muốn của mỗi người chúng ta. Và thì vì thế cho nên mỗi người chúng ta sẽ tìm mọi cách để cho gia đình của chúng ta được hạnh phúc, cho gia đình của chúng ta được tồn tại mãi mãi. Hay nói một cách khác, muốn cho đời sống hôn nhân được vững bền mãi mãi. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm cách nào để có được một gia đình, để có được một đời sống hôn nhân tồn tại mãi mãi đây? Thưa, đó là câu trăn trở của mỗi người chúng ta. Và chắc chắn đó là điều trăn trở của giáo hội, nhất là của Chúa nữa. Thế nên con muốn cộng đoàn, đặc biệt các gia đình, và nhất là đôi bạn trẻ chuẩn bị xây dựng gia đình mới này, cần phải tìm cho mình được câu trả lời để chúng ta có được một gia đình ấm êm, một gia đình hạnh phúc. Và với các bài đọc trong thánh lễ ngày hôm nay, cho chúng ta ba điều kiện để chúng ta có thể có được một gia đình hạnh phúc, một gia đình ấm êm. Và con tin chắc rằng cộng đoàn cũng muốn biết đến ba điều đó. Điều kiện thứ nhất để có được một gia đình ấm êm, một gia đình hạnh phúc, ấy là gia đình phải là gia đình của tình yêu. Tình yêu phải luôn được hiện diện trong gia đình, bởi vì
yêu thương chính là nền tảng của hôn nhân, và chính tình yêu là chất keo nối kết mọi người lại với nhau. Bằng chứng không tin, cộng đoàn chúng ta có thể kiểm nghiệm trong chính gia đình của chúng ta mà xem. Nếu không yêu thương nhau, không bao giờ có thể ở cùng nhau được. Nếu không thực sự yêu thương và quý mến nhau, sẽ không bao giờ có được một gia đình hạnh phúc. Người chồng không yêu thương vợ sẽ không bao giờ có hạnh phúc, và người vợ không yêu thương chồng sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Và chắc chắn hai vợ chồng không có tình yêu với nhau sẽ không bao giờ có hoa trái của tình yêu. Và hoa trái của tình yêu đó chính là những đứa con. Và điều này không phải là điều dễ dàng đón nhận đâu, nhưng nó là điều khó trong đời sống hôn nhân và gia đình. Yêu nhau lúc thịnh vượng thì dễ, yêu nhau lúc mạnh khỏe thì dễ, nhưng yêu nhau lúc khó khăn, yêu nhau lúc gian nan thì quả thực là khó. Và có thể nói rằng các gia đình hoàn toàn đổ vỡ là đổ vỡ khi không còn tình yêu với nhau. Và đổ vỡ không phải lúc con người đang thịnh vượng, nhưng đổ vỡ khi con người đang gặp cảnh gian nan khốn khó. Và chính vì thế, trong bí tích hôn nhân của Công giáo, đó là nghi thức chính yếu nhất, là nghi thức hai bạn trẻ bắt tay và đón nhận nhau. Thì xin cộng đoàn, và đặc biệt anh Triều và chị Nhạn, nhớ lại cái câu mà lúc nãy anh chị sẽ cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của mình. Anh là Giuse Triều, nhận em Maria Nhạn làm vợ của anh, và sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Và câu đó tiếp theo như thế nào thì xin cộng đoàn tự nhớ lại, và chúng ta lát nữa sẽ được lắng nghe hai bạn trẻ của chúng ta nói lên điều đó. Và con đảm bảo một điều chắc chắn rằng giữ tình yêu trong trọn đời sống hôn nhân gia đình quả thực là gian nan và khốn khó. Tuy nhiên, nếu muốn có được gia đình hạnh phúc, cần phải có nó cho cuộc sống của mình. Và vì để gìn giữ tình yêu này, thế nên mới có hai điều kiện đằng sau để giúp cho chúng ta có thể giữ vững được tình yêu và giữ được gia đình hạnh phúc. Và vì thế, điều thứ hai, cha muốn nhắc cho hai con nếu muốn giữ được gia đình hạnh phúc và gia đình của chúng ta sẽ có được tình yêu, ấy là muốn yêu thương nhau và muốn có được gia đình hạnh phúc, cần lắm các con phải có sự hy sinh cho nhau. Hy sinh cho nhau là gì vậy? Thưa đó là chấp nhận nhau, thưa đó là đón nhận nhau, thưa đó là tha thứ cho nhau. Những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường dễ dàng có thể bỏ qua, có thể hy sinh cho nhau. Nhưng nếu gặp phải chuyện lớn hơn thì sao? Những chuyện tưởng chừng như sẽ làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của các con thì sao? Liệu các con có sẵn sàng hy sinh cho nhau được không? Nếu các con không hy sinh cho nhau được, gia đình của các con sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, và gia đình của các con sẽ không bao giờ tồn tại được. Và để các con có sự hy sinh cho nhau, đòi hỏi các con phải có sự đón nhận nhau. Nếu như giả sử sau này có một người nào đó phạm tội đến mức mà phải bội thề và phải phá vỡ cái đời sống hôn nhân này, các con có sẵn sàng bỏ qua cho nhau để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc không? Nếu sẵn sàng bỏ qua và sẵn sàng hy sinh vì nhau, gia đình của các con sẽ có hạnh phúc. Còn nếu không, gia đình của các con chắc chắn sẽ đổ vỡ. Và điều này con muốn nhờ cộng đoàn chiêm ngưỡng lại đời sống của gia đình chúng ta, và nhất là chiêm ngưỡng lại đời sống hôn nhân của các gia đình đang ở cạnh chúng ta, và nhất là những gia đình đang ở trên bến bờ của sự đổ vỡ. Chúng ta hãy xem vì sao các gia đình đó bị đổ vỡ. Thưa tất cả là bởi vì không sẵn sàng hy sinh, không sẵn sàng tha thứ và không sẵn sàng chấp nhận nhau. Và vì thế, nếu như các con muốn gìn giữ tình yêu và muốn giữ gìn giữ gia đình này, kêu mời các con phải có sự hy sinh cho nhau. Và hy sinh cho nhau những chuyện tốt, những chuyện đẹp thì dễ, nhưng hy sinh cho nhau những chuyện tội lỗi, những điều khó khăn để chấp nhận, đó mới chính là những điều mang lại cho gia đình các con hạnh phúc,
và mang lại cho gia đình của chúng ta sự bền vững muôn đời. Và chính sự hy sinh này đưa chúng ta đến điều thứ ba mà điều cần phải nói và cần phải có để có được một gia đình hạnh phúc. Đó là muốn có được gia đình hạnh phúc, chúng ta phải có một sự nhẫn nhục trong gia đình. Con đảm bảo chắc chắn với cộng đoàn rằng không có một gia đình nào có thể thuận buồm xuôi gió từ lúc bắt đầu tiến tới hôn nhân đến lúc chúng ta nhắm mắt lìa đời. Nhưng chắc chắn mọi sự gian nan, mọi sự khốn khó sẽ đến với đời sống gia đình của chúng ta. Và mọi sự chỉ có thể được giải quyết nếu như chúng ta biết nhịn nhục cho nhau, biết sống chết cùng với nhau và biết cùng nhau bỏ qua, cùng nhau cộng tác và vượt qua tất cả. Và hãy nhớ lại lời dạy của các bậc tổ tiên của chúng ta: một sự nhịn là chín sự lành. Người chồng sẵn sàng nhịn vợ bởi vì để mong cho gia đình hạnh phúc, gia đình đó sẽ tồn tại. Người vợ sẵn sàng nhịn nhục vì chồng, vì con, gia đình đó sẽ hòa thuận, gia đình đó sẽ ấm êm. Và vì thế, một gia đình chỉ có thể có được hạnh phúc và một gia đình chỉ có được sự bền vững nếu như hai người sẵn sàng nhịn nhục cho nhau. Và đã nhẫn nhục, đã nhịn nhục nhau thì chắc chắn nó sẽ có sự ô nhục trong đời sống. Và cha đảm bảo với các con rằng các con vui với gia đình, nhưng các con sẽ gặp nhiều gian nan, nhiều khốn khổ và rất nhiều khi sự nhịn nhục và sự ô nhục của các con không phải từ người ngoài đâu, nhưng chính từ những người thân với các con nhất. Và người thân đó không phải là ai, thưa đó là người luôn sát cánh cùng với ta, là những con người mà chúng ta sẵn sàng kết ước là một, để từ nay không còn phải là hai, nhưng là một xương một thịt. Và cha đảm bảo với các con rằng nếu các con biết đón nhận cho nhau, nếu các con sẵn sàng hy sinh, nhịn nhục vì nhau, các con sẽ có được một gia đình hạnh phúc. Nếu không tin, các con hãy thử chiêm ngưỡng lại những gia đình lớn tuổi hơn các con mà xem. Đơn giản nhất, các con thử chiêm ngưỡng vào chính gia đình của bố mẹ, của ông bà các con mà xem. Để có được một gia đình tồn tại như thế, ông bà, bố mẹ của các con đã phải hy sinh cho nhau rất nhiều, đã phải nhịn nhục cho nhau rất nhiều. Và có thể nói rằng tất cả chỉ mong muốn một điều duy nhất, ấy là mọi người sẽ được yêu thương nhau và gia đình sống với nhau vì tình yêu. Và con dám chắc một điều rằng cộng đoàn đang hiện diện trong nhà thờ này cũng muốn cầu nguyện cho gia đình mới này sẽ luôn sống trong tình yêu và sẽ luôn hy sinh cho nhau trong tình yêu và sẵn sàng nhịn nhục vì nhau để có được một gia đình ấm êm hạnh phúc. Tuy nhiên, gia đình mới này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là trong những giai đoạn đầu đời của cuộc sống hôn nhân gia đình. Và vì thế, cần lắm phải có sự trợ giúp, có sự nâng đỡ của gia đình, của người thân và của hàng xóm. Vì thế, con xin cộng đoàn, nhất là hai bên dòng họ và bạn bè thân hữu, đừng bỏ rơi gia đình mới, đừng bỏ rơi gia đình non trẻ này, nhưng hãy trợ giúp, hãy rộng tay giúp đỡ để bốn bạn trẻ này có thể xây dựng được một gia đình ấm êm hạnh phúc, một gia đình tồn tại mãi với thời gian. Và một gia đình đó chính là minh chứng cho thế gian biết rằng hôn nhân theo giáo hội Công giáo, hôn nhân của Chúa và giáo hội đáng được chúc phúc, và hôn nhân này là hôn nhân mang đến hạnh phúc, mang đến tình yêu, mang đến bình an. Và nhất là chính đời sống hôn nhân này sẽ mang đến cho gia đình, cho giáo xứ, cho giáo phận và nhất là mang đến cho thế giới này chính bình an, hạnh phúc và nhất là niềm vui trong đời sống hôn nhân và gia đình. Con cầu mong cho tất cả các gia đình trong cộng đoàn của giáo xứ, giáo họ và giáo phận chúng ta, đặc biệt đôi gia đình mới này sẽ luôn được sống cùng nhau trong bình an, luôn được sống với nhau trong hạnh phúc, luôn được sống với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Và ước chi Chúa sẽ luôn ở cùng với các con và ở cùng với mọi gia đình. Amen.
Anh Giuse Nguyễn Văn Triều và chị Maria Bùi Thị Nhàn rất thân mến. Các con đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phù của các con và dùng bí tích đặc biệt làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Nguyễn Văn Triều và chị Maria Bùi Thị Nhàn, các con đến nhau, đến đây kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa xếp ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Triều, xin nhận em Maria Nhạn làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nhạn, nhận anh Giuse Triều làm chồng của em, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của các con vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh. Và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chung tùng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nhạn, xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân dân cha và con và thánh thần. Anh Giuse Triều, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân dân cha và con và thánh thần. Kính thưa cộng đoàn, kể từ giây phút này, anh Giuse Nguyễn Văn Triều, chị Maria Bùi Thị Nhạn đã chính thức là vợ chồng và thiết lập nên một gia đình mới. Chúng ta cầu mong cho gia đình mới này sẽ luôn hòa thuận và sống thánh thiện. Và xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho gia đình mới này. Kính mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để dâng lời cầu nguyện. Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong ý định tạo dựng, Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay chia vui cùng với anh chị vừa mới thành hôn, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội Thánh như hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta cùng cầu xin Chúa thánh hóa và giữ gìn Hội Thánh, để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền và thánh thiện, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa chúng con. Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho gia đình hai họ luôn được vui sống bình an trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Đời sống hôn nhân gia đình nơi trần gian luôn pha lẫn vui buồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống trung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Hôn nhân gia
đình là một ơn gọi cao quý và quan trọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng ta biết tổ chức tổ ấm gia đình thành một cộng đoàn đầy tin yêu, chuyên cần cầu nguyện để góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, trong ý định yêu thương cứu độ của Chúa, Chúa đã thiết lập và tái tạo đời sống các gia đình. Xin lắng nghe lời con cái nguyện cầu mà tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên các gia đình chúng con, đặc biệt gia đình mới của anh Giuse Triều và chị Maria Nhạn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Rửa bánh tinh tuyền dâng lên Ngài với cả tình yêu, nguyện Chúa nhận Chúa trên đôi tay con lễ dâng toàn thiêu, tấm bánh từ nơi nương đồng tinh hoa từ cây nhỏ lành hiệp thành hy tấn tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ai và môi dây bình an không thể thao gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân. Để sự phong phú trong trăng của đời sống với chồng làm tăng số các nghĩa từ Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là Chúa cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông xô nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và kiên rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con để xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Thomas chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Triều và chị Maria Nhàn mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,
và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhớ Cha chỉ đến, ý Cha để hiện rơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa và kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh, bằng bí tích mình và máu Chúa Kitô được hòa thuận yêu thương nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô và sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình anh Chúa. Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ ta bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả và thánh hiến sứ phối hợp với chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa bao trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa đã ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tố. Lần bàn ăn tại Hồng Thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã kết hợp với nhau làm thành một cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu của Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỷ Chúa là chị Maria Nhan được ơn biết sống yêu thương hòa thuận, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng như là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu của Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa. Và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng cùng cô, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân nhưng, cả hai được nhìn thấy con cái trao chăn, và sau cùng khi đạt tới tuổi già mong ương, họ được về nước trời hướng cuộc sống của những người được Chúa chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúa đang xóa tội trần gian.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa. Đây Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, vì linh hồn con sẽ lành mà ơi. Xin mời Đức Chúa xin giữ con cho con được sống hôm nay. Cuộc tình từ nay Chúa đã nghiên hợp, loài người nào ai dám phân ly đường. Cuộc tình hạnh phúc còn mãi thiên thu, nguyện cầu cùng Chúa em đã dù thương, độ tràn hồng phúc xuống đưa tỷ đây mãi mãi. Tình thương đức tin kiên cường, lòng dạ hợp nhất một ý yêu thương, nguyện cầu cùng Chúa thánh hóa tình duyên, chọn một cuộc sống bên Chúa thành tâm, giữ vững niềm tin sẽ mãi bình. Oh,
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của y lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiên theo dõi những đình chế Chúa đã quan phòng thiên lập, để cho những người Chúa đã liên kết thành một cộng đoàn thánh thiên và đã bố dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu y hợp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con mãi mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hương phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa thuận với hết mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vinh cửu của Chúa. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương để kính trọng em mỗi ngày trong đời an. Hôm nay trước bàn thờ em đoàn nguyện tròn đời trong đời, niềm vui phơi phới phương ân tuyệt vời, bên
như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ái.